Hello, xin chào các bạn. Tối nay thì mình sẽ test cho bạn hai mẫu đèn năng lượng mặt trời sân vườn đẹp nhất và đang bán chạy nhất ở bên mình. Mình đang có đây hai mẫu, là một là cái mẫu cắm cỏ dài 60cm, chất liệu là khung nhôm, và cái con đèn trụ cao năng lượng mặt trời sân vườn hình vuông như này. Con này thì có hai chế độ màu, sáng vàng và sáng trắng các bạn nhé. Đây chế độ sáng trắng của nó đây. Nó có công tắc cờ ở đây, các bạn có thể tùy chỉnh sang ánh sáng trắng và sáng vàng tùy theo nhu cầu của mọi người nhé. Còn đây là cái con trụ cắm sân vườn cao là 60cm. Bây giờ mình sẽ đi lắp cho các bạn ở ngoài vườn. Con này thì lắp rất là dễ thôi, cái chân của nó là chân nhôm hết nên các bạn gắn ở ngoài trời thoải mái nhé. Tuổi thọ và độ bền nó rất là cao, con này gắn cực nhanh, 2 phút là các bạn lắp xong một con đèn này rồi. Thì những cái chân cắm này nó có cái đoạn nối liên tiếp nhau và có ren hết, các bạn chỉ xoáy lại như vậy là xong nhé. Và con này bên mình đang đi dung lượng pin rất là lớn, riêng con cắm cỏ này bên mình đi là 12Ah. Cái tấm pin sạc là tấm pin mono, hiệu suất rất là cao, đảm bảo cho các bạn là thời gian sạc là từ 30 tiếng đầy và sử dụng thoải mái trong vòng 12 tiếng nhé. Cái mẫu này thì bên mình đã bán và lắp cho rất là nhiều khu biệt thự sang trọng rồi. Đấy, xoáy lại như vậy là xong nhé. Ok, nó chắc như vậy rồi. Nó sẽ có một cái công tắc cơ ở phía bên cạnh của đèn, các bạn chỉ cần bật lên như thế này nó sáng nha các bạn nhé. Ok, cái con này thì nó ra một màu vàng nắng thôi. Và các bạn nhìn thấy cái chóa của nó làm hình cầu vồng và pha lê như này, rất là đẹp, ánh sáng rọi rất là đẹp như này. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cho bạn cái đèn cắm cỏ 60cm này trước nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ lắp thêm cho bạn là một hàng cái đèn trụ vuông năng lượng mặt trời hai chế độ màu trắng và vàng. Nó sẽ có một cái công tắc cao su ở bên hông này, các bạn chỉ cần gỡ cái công tắc này ra để các bạn bật tắt và đổi các màu nhé. Bây giờ mình sẽ lắp xem cái ánh sáng trắng và sáng vàng cho các bạn. Hiện tại mình đang đứng ở giữa hai hàng là đèn trụ sân vườn 60cm vuông và đèn cắm cỏ bo tròn 60cm. Đó, các bạn đánh giá thế nào về chất lượng và độ sáng của hai mẫu này? Các bạn thích con nào hơn? Các bạn có thể comment và bình luận ở dưới cái video này nha.